nhà trai đi sang nhà gái, xin cho đôi mình nên duyên. Hai bên kết tình thông gia, chuyện hai đứa coi như là chỉ cần chọn một ngày tốt, anh mang cao trầu qua rước. Tìa má anh mừng vui vì có cô dâu ngoan hiền. Thiên hoa mình đi trên sóng rộn ràng như là xinh sáng. Đông vui họ hàng cô bác mau câu chúc danh cho đôi mình và cô dâu trông thật xinh đi theo anh về nhà. Anh đã không hài lòng yêu em như lúa yêu đâu. Đêm nằm mơ, ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà cớ sao lòng thần thơ. Yêu là cưới trên dưới hai ngả làm xuôi, rượu bia chơi láng trên 80 ngày có cục cứng nuôi. Tình mặn nồng, yêu đậm sâu, có đất có hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trồng rau, anh cắm câu, tính toán trong đầu, nhất quyết đôi năm về làm dâu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho đón em về làm dâu. Hai đứa sau này làm dâu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngày ngày hàng năm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về kết tình trăm năm. Chuẩn bị làm lễ. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về kết tình trăm năm. Đêm năm mơ, ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ việc chơi lánh trên tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Tình mặn nồng, yêu đậm sâu, có đức tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo, anh cắm câu, tính toán trong đầu, nhất quyết đón em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm dâu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về kết tình trăm năm. Dạng nhiệt sắp sân sắp sân, không khí tăng hôn linh đình, ai cũng si xăm đôi mình. Nhìn tối nó tinh bơi bên nhau sáng đi, rủ năm nước bia năm chục lon. Không phải ai lo cúc lo cài kiếm tiền nuôi con. Đang chuẩn bị làm tiền nhỏ nhỏ buổi sáng để thêm nhà nhận họ đúng không? Cô công chúa lấy kèm vui, lo mang ăn không là tiêu. Anh em chi cốt tình cũ chơi bơi tuổi con vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về kết tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ mong yêu lại từ đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đâu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về kết tình trăm năm. À đúng rồi. À,
Không khí tân hôn linh đình, ai cũng si sầm đôi mình. Nhìn tụi nó tân bơi bên nhậu sáng đêm, dùng mang nước bia trục lon. Động phòng anh ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xui, thêm thằng tu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo mang ăn không là tiêu, anh em chỉ có tình bước chân nơi con còn giàu yêu. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép ra đúng rồi. Rồi đây là gồm có xôi, bánh, bánh. Đây gồm có trái cây. Và đây gồm có rượu. Đây gồm có trà. Rồi. Dạ đó. Rồi heo quay, giới thiệu luôn. Và đây có còn heo quay để cúng tổ tiên.
ông bà, ông cha mẹ. Rồi rồi nó dạ. Mình vô nữa chứ. Rồi cái xong rồi là, con đứng chơi một bên. Dạ. Đứng chơi một bên cho rồi tiếp theo sau á thì cái chương trình á tiếp theo sau á thì đây lễ vật đầy đủ thì tiếp theo sau đây á thì cái có, em xin đại diện bên đằng nhà trai để giới thiệu về họ hàng bên nhà trai. Sau đó là tiếp tục là anh hai sẽ đại diện tiếp tục bên đằng gái. Sau đó thì mình có một cái lễ tà nhỏ nhỏ. Trai. Dạ chưa. Rồi chưa. Dạ rồi sau đó thì mình có bữa tiệc ngoài kia lúc chiều hôm nay và lúc 5 giờ. Trước tiên xin giới thiệu đây là ông bà nội của chú rể. Rút tay. Phía bên đằng trai thì gồm có bên bên nội với bên ngoại. Con xin phép giới thiệu bên bên nội trước. Dạ, con chú. Rồi đây ông nội, bà nội, chị đầu thì là chị hai, anh hai. Cùng chị hai anh hai cùng với các cháu rất là đông. Dạ, thì xin ngắn gọn chút. Tại vì dạ. Rồi kế tiếp là anh ba, chị ba. Dạ. Sau đó kế tiếp là anh Tư, chị Tư kế tiếp. Rồi tiếp tục là bác Năm. Dạ, bác Năm tiếp Năm. Rồi tiếp tục là cô Út, chị Quý. Đó. Rồi tiếp tục nữa là chú Lưu kế bên. Rồi gồm có chị Liên là đại diện con cô Hai. Cô Hai là chị của ba. Thì cô Hai sao chị Liên giống y vậy á. Dạ. Cô Hai rất là đông con, cũng mười mấy người lận mà cũng rất là hãnh diện là chị Liên đi từ Việt Nam qua đây để tham gia đám cưới, đại diện tham gia đám cưới nha. Cho cháu. Rồi, đó là bên phía nội của Khánh. Còn bên phía ngoài của Khánh thì gồm đó là ba má thì bệnh ở nhà nên đã không có tham dự được. Cô chú sẽ đại diện cho ba má. Sau đó là thiếu Năm, vợ của chú Năm, em của ông ngoại. Chứa hai với các em, với các em các cháu. Rồi, đây đó các em các cháu đúng rồi. Coi chú Bảy đi với cùng các em các cháu từ bên Canada qua. Toronto qua. Rồi gồm có anh Trúc với lại Tâm ở bên Cali đại diện cho nhà cậu. Ngoài ra là có các cháu như là con chị hai, con cháu chị hai, con cháu anh ba, con cháu chị Phương, cô Út, rồi cô Bảy, rất là đông. Thì nếu mà bây giờ giới thiệu thì nhiều lắm xong thì mong cả nhà nữa thông cảm. Từ từ rồi mình sẽ với chuyện sau. Rồi chiều nay là cái lễ hội họp, rồi mình sẽ biết là ai là con là cháu. Bây giờ mình giới thiệu chút trước cái nguồn gốc trước và cái cổ thụ cái nguồn gốc trước. Rồi sau đó mời anh hai giới thiệu bên đàn gái, sơ bên đàn gái, rồi sau đó là để rót rượu cho ông bà, cha mẹ hai bên. Rồi dạ. Thì dạ muốn xin mời tôi. Dạ. Rồi xin mời anh hai. Dạ. Dạ. Xin chào tất cả. Tôi hôm nay tôi rất hân hạnh được đại diện bên gia đình nhà gái. Thì
bắt đầu tôi sẽ giới thiệu những thành viên trong bên gia đình nhà gái. Trước nhất đây là mẹ của cô Dầu. Cô Dầu. Nói thêm là ba của cháu không thể tham dự được bởi vì visa. Kế đến là gia đình của cậu Sáu. Cậu Sáu và mọi vị. Kế nữa đó là gia đình của cậu Thổ. Hôm nay có gia đình của hai ông chú và bà cô, đó là ông Huỳnh Văn Sử là cha mẹ của vợ Đạt. Và bây giờ tôi xin nói một chút xíu điều là tôi rất là cảm ơn với sự đón tiếp rất là nồng hậu của anh đàn trai. Tôi cũng gia đình bên họ nhà tôi cũng xin chúc cho hai cháu được luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ. Dạ, cảm ơn. Đeo cho nó cũng được. It's a good practice. That's right. Good practice, that's. Thank you.
Khánh đứng thẳng ra chụp hình con. Đúng rồi. Chào Hoa con. Chào Hoa bên kia. Đưa cái hoa sau lưng dán kia. Chụp. Chốn Khánh. Lặp lại. Chào Hoa. Cầm đưa. Con cầm hoa con đưa. Khánh view dưới quay tôi. Còn phải nhìn khúc này nữa. Làm bài giống này á. Hung lại. Hung cô dâu lại con. Dạ. Quá. Đã quá ta. Rồi ba mẹ có kẹp chút quà hai con. Rồi đúng rồi. Lên luôn. Ông bà nội trước, cùng gia đình lên thôi. Ông bà nội. Hai em trước rồi, hả? Thế bây giờ là má Trân coi. Ông bà nội. Anh hai với chị hai lên đi rồi mấy đứa nhỏ đâu. Đi tìm mẹ. Mẹ chưa mà. Mẹ kìa. Sau thì anh chị em với anh chị em chú bác bên đằng tài đằng gái thì bắt đầu ai thôi lên lần lượt từ bên này đúng rồi à, dạ. Bây giờ hai đi gia đình gì hai lên trước đi kêu hợp chút là đi với mẹ ra đây con kêu hợp thôi vậy chút con đi với mẹ cũng được. Chật lắm, chiều. Chờ chút nha, chờ chút.
Chút nữa. Ngồi lên chị hai, lên lại lên hai chị hai. Vô bia nó cũng lộn xộn hơn nữa. Thôi, 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 thô
Okay, you guys get really close with each other this way, get really tight. There you go, Brian. All right, hand in pocket, perfect. Smile, look at me. Perfect. Get really close a little bit. There you go. One, two, three. Perfect. Gia đình cô Út có hai đứa nhỏ dư. Cái lớn, Hoàng là cha chứ gì. Đây là bạn của Hoàng, dòng tương lai. Là Gem. Gem bạn của Dư. Ok. Ready? One, two, three. Big smile. Look at me. Hello. Hello, kìa. Giao nữa phụ anh cho lẹ đi em. Giao là ghê đó. Sao nát thế vậy? Em luôn, em có. Có cái ủa hồi nãy có cái giống gì đó. Cái cuộn nó dán,
giấy là nó rớt ra nó dặn cái quỷ long này. Rồi à, bưng rồi cái nào vô cho bưng trước nè. Dạ dạ. Bưng đi. Rồi khi nào nó xong hết rồi thì đi ăn. Bây giờ đúng rồi hôm nay. Gia đình chị Hai đang chiến đấu. Hello. À, con gái em hả? Oh, hello hai con. How are you? You guys on the show.